Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Việt Nam giảm lệ thuộc vào vũ khí Nga để tránh lệnh trừng phạt của Mỹ. Ngày 19 tháng 6, VOA tiếng Việt cho hay, Việt Nam đang giảm dần lệ thuộc vào vũ khí Nga. VOA dẫn nhận xét của một nhà quan sát về thị trường vũ khí nói rằng, Việt Nam đang tìm cách giảm dần sự lệ thuộc vào vũ khí Nga để tránh bị tác động bởi các lệnh trừng phạt của Mỹ và Washington cũng đang khuyến khích Hà Nội từ bỏ vũ khí Nga. Đồng thời, VOA nhắc đến chuyến thăm cấp nhà nước sắp tới kéo dài 2 ngày của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Việt Nam và một trong những chủ đề được bàn thảo với các lãnh đạo Việt Nam sẽ là mua bán vũ khí. VOA dẫn một hãng tin quốc tế cho hay, Nga là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Việt Nam trong hàng chục năm. Tuy nhiên, hiện nay, Hà Nội đang rất vất vả để thanh toán tiền mua vũ khí cho Nga mà không vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ. Và đây là hình bài trên VOA. VOA dẫn số liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm được công bố hồi tháng 3, cho thấy ngân sách mua sắm quốc phòng hàng năm của Việt Nam ước tính là hơn 1 tỷ đô la Mỹ, nhưng trong năm 2023, Việt Nam không có đơn hàng lớn nào mới. VOA cho biết Hà Nội đã tổ chức triển lãm quốc phòng đầu tiên vào năm 2022 và công khai nói rằng họ muốn đa dạng hóa nguồn cung cấp vũ khí để tránh bị lệ thuộc vào Nga. Triển lãm quốc phòng quốc tế lần thứ hai sẽ được Việt Nam tổ chức vào cuối năm nay. VOA dẫn giải thích của tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, chuyên gia về chính trị và an ninh, từng nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore nói rằng, năm 2023 không phải vì Việt Nam không mua mà đã mua xong trước đó rồi. Việt Nam không mua sắm vũ khí theo từng năm mà là phân bổ một gói ngân sách cho 4 hay 5 năm, nên khi thấy có các gói mua sắm thích hợp thì mua luôn với khối lượng lớn. Tuy nhiên, ông cho rằng cuộc chiến của Nga ở Ukraine và các lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm vào các nước mua sắm vũ khí Nga chắc chắn có ảnh hưởng đến mua sắm quốc phòng của Việt Nam. Chính phủ Mỹ cũng rất thông cảm với Việt Nam vì hiện nay trên 80% vũ khí của Việt Nam vẫn là vũ khí Nga, nên Mỹ vẫn để cho Việt Nam mua phụ tùng thay thế, ông cho biết. Theo tiến sĩ Hợp, trong thời gian tới, Việt Nam sẽ là đa dạng hóa nguồn cung vũ khí và sẽ tìm hiểu vũ khí của các nước như Mỹ, Anh, Pháp, Đức và Hà Lan và đây là hình triển lãm quốc phòng Việt Nam năm 2022. Ông dẫn việc Việt Nam tổ chức các kỳ triển lãm quốc phòng quốc tế để mời các nước phương Tây đưa vũ khí vào giới thiệu. Ông khẳng định Mỹ khích lệ Việt Nam dùng vũ khí của họ. Theo quan sát của ông thì vai trò của vũ khí Nga ở Việt Nam đang giảm dần. Ông Hợp cũng cho rằng Việt Nam có thể tự sản xuất vũ khí. Ví dụ như Việt Nam có mua một nhà máy sản xuất tên lửa của Nga và nhà máy đó hiện nay hoạt động rất tốt. Ông cũng cho biết Việt Nam đã có vài nhà máy sản xuất drone, tức máy bay không người lái, để dùng trong nước. Nhưng những khí tài quan trọng thì Việt Nam bắt buộc phải mua, chứ không có cách nào chuyển giao công nghệ. Chuyên gia này bày tỏ lạc quan cho rằng việc chuyển đổi sang vũ khí các nước phương Tây sẽ không quá phức tạp. Việc số hóa sẽ giúp huấn luyện lại các binh sĩ sử dụng vũ khí rất là nhanh. Nếu trước đây, việc này phải mất vài năm, bây giờ có khi chỉ mất 2 tháng, ông nói. Rút kinh nghiệm từ cuộc chiến ở Ukraine, Tiến sĩ học cho rằng Việt Nam cần xây dựng những đơn vị mới để phát triển drone, dùng làm vũ khí tấn công hay để trinh sát, thu thập thông tin, gây nhiễu, tác chiến điện tử. VOA dẫn lời các chuyên gia nói với một hãng tin quốc tế rằng nếu không mua sắm vũ khí mới, Việt Nam sẽ thiếu vũ khí hiện đại để tự vệ trong trường hợp xảy ra xung đột quy mô lớn ở biển Đông. Sự chênh lệch về sức mạnh quân sự quy ước sẽ ngày càng có lợi cho Trung Quốc nếu Việt Nam tiếp tục chậm trễ, ông giáo sư nói. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Việt Nam giảm lệ thuộc vào vũ khí Nga để tránh lệnh trừng phạt của Mỹ. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Việt Nam không dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine vì e ngại nhà. Ngày 17 tháng 6, BBC tiếng Việt bình luận thượng đỉnh hòa bình Ukraine vì sao Việt Nam được mời nhưng không tham dự. BBC dẫn bài viết đăng tải trên chuyên trang Forum ngày 6 tháng 6 của tiến sĩ Jan Story, học giả của viện nghiên cứu Đông Nam Á tại Singapore, từng viết rằng Việt Nam, Myanmar và Lào là ba quốc gia trong ASEAN có thể không tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine. Ông phân tích như sau. Cả Việt Nam và Lào đều từng bỏ phiếu trắng tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc trong các nghị quyết lên án việc Nga xâm lược Ukraine. Việc tham dự thượng đỉnh sẽ bị Moscow xem là hành động không thân thiện. BBC cho biết thượng đỉnh hòa bình Ukraine vừa diễn ra vào 2 ngày 15 và 16 tháng 6 tại khu nghỉ dưỡng Berenstock của Thụy Sĩ. Tuy nhiên, Việt Nam không có tên trong hơn 90 quốc gia tham dự. Tổng cộng, Ukraine đã gửi thư mời tham gia thượng đỉnh đến khoảng 160 quốc gia và tổ chức và đây là hình bài trên BBC. Trong đó, BBC cũng cho biết Nga không được mời, còn Trung Quốc và Campuchia được mời, nhưng tuyên bố không dự vì không có Nga. Việt Nam cho đến nay luôn khẳng định là bạn là đối tác tin cậy của Liên bang Nga, đồng thời luôn nhắc tới sự giúp đỡ to lớn của Liên Xô trước đây cũng như Nga ngày nay. BBC dẫn lời nhiều quan chức cho một hãng tin quốc tế biết ngày 17 tháng 6. Theo đó, Tổng thống Nga Putin sẽ thăm Hà Nội vào tuần này và nhấn mạnh lòng trung thành của Việt Nam đối với Nga. Theo các quan chức này, ông Putin dự kiến sẽ gặp Chủ tịch nước Tô Lâm và các nhà lãnh đạo khác trong chuyến thăm kéo dài 2 ngày vào ngày 19 và 20 tháng 6. Chuyến thăm này bị Mỹ phản đối gây gắt. Bên cạnh đó, theo BBC, Trung Quốc cũng không tham dự hội nghị này, nhưng lại kêu gọi Nga và Ukraine hòa đàm sớm. BBC dẫn lời ông Jack Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia của Tòa Bạch Ốc, nói ngày 15 tháng 6 rằng Tôi cho rằng họ không ở đây vì Putin đã yêu cầu họ không đến và họ tuân theo yêu cầu của Putin. BBC cũng dẫn trả lời báo chí của ông Iker, phó chánh văn phòng tổng thống Ukraine, nói ngày 15 tháng 6 rằng thượng đỉnh này nhằm tập hợp các quốc gia sẵn sàng hành động để mang lại hòa bình cho Ukraine. Theo ông, người Ukraine muốn sự tham gia của các quốc gia vẫn đang duy trì quan hệ với Nga. Họ cho rằng đó là những quốc gia có thể tác động tới Moscow trong việc đưa ra đề xuất hòa bình với Ukraine. Và đây là hình lãnh đạo các quốc gia tham dự hội nghị. Vẫn theo BBC ngày 16 tháng 6, trong khuôn khổ thượng đỉnh hòa bình Ukraine, Tổng thống Ukraine Zelensky đã nói rằng khi ít sẽ tổ chức hòa đàm với Moscow ngay hôm sau nếu nga rút quân ra khỏi lãnh thổ của Ukraine. Ông cũng phát biểu rằng Tổng thống nga Putin sẽ không chủ động chấm dứt cuộc chiến và phải bị ngăn chặn bằng mọi giá bao gồm cả các biện pháp quân sự và ngoại giao. BBC dẫn bài viết ngày 16 tháng 6 trên trang Politico, Tổng thống Ukraine đã tuyên bố Ukraine sẽ không trực tiếp đàm phán với Nga, mà đang nỗ lực xây dựng một liên minh các bên trung gian để giúp chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Ông cũng nói thêm rằng lý do Nga không được mời vì nếu Nga quan tâm đến hòa bình thì đã không có chiến tranh. BBC cho biết thêm, trước đó ngày 14 tháng 6, ông Putin đã ra điều kiện ngừng bắn nếu Ukraine rút binh khỏi bốn vùng mà Moscow sát nhập hồi năm 2022 là Donetsk, Luhansk, Kherson và Charorizia. Ukraine chưa bao giờ công nhận việc sát nhập này. Tại thượng đỉnh hòa bình Ukraine, nhiều quốc gia đã phản đối đề xuất nói trên của ông Putin. BBC dẫn lời chánh văn phòng tổng thống Ukraine, ông Yermak nói rằng Ukraine sẽ không khoan nhượng về độc lập, chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ. BBC cho biết thêm, kết thúc thượng đỉnh gần 80 quốc gia thể hiện cam kết đối với sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Văn bản chung của thượng đỉnh gọi cuộc xâm lược của Nga là chiến tranh, một cụm từ mà Moscow luôn phản đối. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Việt Nam không dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine vì e ngại Nga. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.